Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ một cái món kem rất là hấp dẫn và thơm. Kem của mình chia sẻ ngày hôm nay thì nó sẽ không có bị dăm đá và cực kỳ béo ngậy luôn, đó là kem nhãn nhé. Nếu mà bạn nào cảm thấy thích và muốn thay đổi khẩu vị cho gia đình của mình với một món kem hấp dẫn thì hãy tham khảo video của mình ngày hôm nay với món kem nhãn này đi nào. Đảm bảo rằng với các cách chia sẻ ngày hôm nay sẽ làm cho các anh chị và các bạn cực kỳ hài lòng đấy ạ. Và đây là tất cả nguyên liệu mình có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng 1 ký nhãn xuồng ha. Mình nên sử dụng nhãn xuồng để cho cái phần cơm nó dày hơn. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ có sữa đặc nè. Có nước cốt dừa. Mình sử dụng nước cốt dừa lon, hoặc là các anh chị và các bạn có thể sử dụng nước cốt dừa mình vắt ra cũng được nha. Nước cốt dừa nhất nha. Mình phải sử dụng nước cốt dừa đậm đặc thì cái kem của mình nó mới ngon và nó sẽ không có bị dâm đá. Rồi kế tiếp thì mình sẽ có whipping cream. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mang cái phần nhãn này đi rửa sạch với nước muối ha. Mình rửa sạch và mình để ráo. Rồi sau khi mà mình rửa qua với nước muối rồi thì các anh chị và các bạn sẽ sử dụng cái mũi dao nè. Mình lắp nhẹ cái vỏ nhãn ra và mình sẽ lấy cái phần, mình bỏ vỏ ra một bên ha. Và mình sẽ lấy cái phần thịt ra riêng, hạt ra riêng nhé. Và cái này thì các anh chị và các bạn cứ khéo léo làm sao làm lấy cái ruột ra, làm sao đừng có để cho nó bị mất nước quá nhiều nha. Đó, mình sử dụng cái mũi dao nhọn nè và mình sẽ xé cái muối ra, muối nhãn ra từ từ nhé, và loại bỏ cái hạt đi. Mình lấy thịt nhãn ra riêng nhé. Đây nè, mình bóc vỏ ra rồi mình sẽ sử dụng cái con dao và mình sẽ xé cái phần thịt nhãn ra như thế này. Các anh chị và các bạn làm như thế này thì sẽ dễ dàng hơn nhé. Đây là cái phần hỗn hợp thịt nhãn mình đã tách ra rồi. 1 ký mình được cái hỗn hợp thịt nhãn như thế này. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vô ngăn mát tủ lạnh ha, trước khi mà mình đi sơ chế những nguyên liệu khác. Rồi bắt lên bếp một cái nồi và mình cho vô đây là 500ml nước cốt dừa. Mình sử dụng nước cốt dừa nhất ha, nước cốt dừa đậm đặc. Rồi nửa muỗng cà phê muối. Các anh chị và các bạn không có nước cốt dừa đậm đặc thì mình sử dụng nước cốt dừa lon cũng được nha. Mình nhắc đi nhắc lại để các anh chị và các bạn sử làm á, kem của mình nó sẽ không có bị dâm đá nha. Bây giờ thì mình sẽ nấu cho cái hỗn hợp nước cốt dừa này sôi sủi tăm và chúng ta sẽ tắt bếp. Lưu ý rằng mình chỉ nấu cho nó sôi sủi tăm và nó hơi bốc hơi lên là chúng ta sẽ tắt bếp nha. Không nấu sôi bồng lên, tại vì sôi bồng nó sẽ mất cái độ béo và nó sẽ bị tắt nước. Và trong quá trình các anh chị và các bạn làm kem thì kem nó sẽ bị dâm đá nha. Sôi sủi tăm và mình sẽ tắt bếp. Những cái mà mình nhắc mà cho các anh chị và các bạn lưu ý thì mình phải lưu ý nha, để cho làm kem thành công hơn. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho vô đây là 1/5 cái lượng nhãn vừa nãy mình đã bóc vỏ đó. Mình lấy bóc với thịt đó, cho vô cái cối xay cầm tay. Rồi thêm vô đây là 1 ít nước cốt dừa vừa nãy mình nấu, để cho cái cối xay của mình nó dễ dàng hơn nha. Mình xay nhuyễn cái hỗn hợp nhãn này ra. Nếu trường hợp các anh chị và các bạn không có cái máy xay cầm tay thì mình có thể bỏ vô cái máy xay sinh tố và mình xay cho nó thật là nhuyễn ra nha. Làm mình xay nhuyễn như thế này thì mình làm kem nhãn thì nó sẽ thơm hơn. Đó, mình xay nhuyễn như thế này là được nè. Rồi, để qua một bên. Kế tiếp thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thau nước đá, phải thật là nhiều đá nha, ở dưới. Và cái tô sành này thì nếu được các anh chị và các bạn cho vô tủ lạnh để cho nó lạnh nha, để mình đánh cái whipping cream á lên cho nó dễ bông lên. Rồi cái que đánh trứng mình cũng cho vô tủ đông đá luôn nè. Bây giờ thì mình sẽ cho đây là 500ml whipping cream. Whipping cream thì các anh chị và các bạn phải để cho nó thật là lạnh. Thì khi quá trình các anh chị và các bạn đánh kết hợp với thau nước đá như thế này thì whipping cream của mình nó mới dễ bông lên được. Nó phải dễ, nó nhanh sệt sệt lại ha. Đó, mình cứ đánh từ từ là cái whipping cream của mình nó hơi sệt sệt lại là được. Mình phải đánh cái whipping cream lên như thế này để cho cái kem của mình nó xốp hơn và nó sẽ không có bị dâm đá nha. Mình cứ đánh từ từ. Ở đây thì mình cảm thấy rằng khi mà mình làm lạnh như thế này, mình đánh có tầm 2 phút hay 3 phút là cái phần whipping cream của mình nó đã sệt lại như thế này rồi nè. Đó, mọi người không có cần phải đánh bồng lên đâu. Đánh tới khi nào mà nó cảm thấy nó sánh sệt sệt lại là chúng ta sẽ cho vô đây là 300-350ml sữa đặc nha. Tùy vào cái sữa đặc và tùy từng cái hiệu sữa đặc mà các anh chị và các bạn sử dụng, nó có cái độ ngọt khác nhau. Nên là các anh chị và các bạn cứ cho liều lượng theo cái vị khẩu vị của gia đình của mình nha. Cứ cho từ từ rồi mình nếm thử.
Đó, và cái lượng sữa đặc thì mình cứ cho vô một chút xíu rồi mình lại đánh lên, cho thêm một chút xíu rồi mình đánh lên như thế này. Mình đánh càng kỹ thì kem của mình nó càng bông xốp hơn. Mọi người nhìn vô cái dòng chảy của cái sữa kìa, nó bây giờ nó đã sánh hơn lúc đầu rồi đó. Khi mà mình đánh lên mà mình cảm thấy nó sệt hơn cái lúc đầu thì chúng ta sẽ cho hết cái nước cốt dừa nãy mình nấu đó, mình sẽ cho hết vô ha. Đó, vừa cho các anh chị và các bạn vừa đánh lên cho nó hòa quyện chung với cái hỗn hợp kem của mình. Đó, mình đánh một chút xíu cho nó bồng lên một chút xíu nữa thôi là được rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhấc cái tô kem này ra và mình sẽ cho thêm cái hỗn hợp nhãn vô nha. Mình sẽ cho cái hỗn hợp nhãn và cái nước cốt dừa vừa nãy mình xay mịn đó mình sẽ cho vô nè. Rồi trộn đều lên. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ cho cái ruột nhãn vô. Đó, các anh chị và các bạn trộn đều lên, tại vì cái hỗn hợp này nó không có quá bông xốp để cho nó giữ được cái thịt nhãn, thì các anh chị và các bạn cứ trộn đều lên đi. Rồi mình bọc cái màng thực phẩm lại và mình bỏ vô ngăn đá tủ lạnh nha. Bây giờ thì mình sẽ bọc màng thực phẩm lại, mình sẽ để vô ngăn đá tủ lạnh nha. Rồi mình để vô ngăn đá tủ lạnh tầm 3 tiếng. 3 tiếng sau thì mình sẽ lấy cái hỗn hợp kem này ra và mình sẽ trộn lên một lần để cho cái phần thịt nhãn nó sẽ không có bị chìm xuống dưới và nó sẽ đều hơn trong cái hỗn hợp kem của mình khi mà mình ăn nha. Lúc này thì các anh chị và các bạn thấy sau 3 tiếng thì nó chỉ đông cái lớp kem ở ngoài thôi, cái vành viền ngoài thôi. Và ở cái viền giữa thì nó vẫn còn lỏng nha. Mình sẽ trộn đều lên, lúc này thì kem của mình nó hơi xốp xốp rồi đó. Thì nó sẽ có cái độ giữ, để giữ cho cái thịt nhãn nó sẽ không có bị chìm dưới cái đáy tô của mình. Và nó sẽ đều hơn. Đó, mình trộn đều lên như thế này ha. Mình rắc đều cho những cái thịt nhãn nó đều xung quanh cái tô kem của mình. Sau khi mà mình trộn đều rồi thì chúng ta sẽ rắc một ít thịt nhãn mình cho lên trên. Cái này là không có bắt buộc nha các anh chị và các bạn. Ở đây thì mình rắc lên cho nó đẹp. Nếu mà các anh chị và các bạn còn nhãn thì mình sẽ cho một ít thịt nhãn lên trên như thế này cho đẹp nè. Rồi mình sẽ bọc cái màng thực phẩm lại và mình bỏ vô ngăn đá tủ lạnh, sang ngày hôm sau thì mình sẽ lấy ra và cùng nhau thưởng thức thôi. Rồi, để ngăn đá nhé. Sau một đêm thì bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái kem này ra và mình sẽ múc cho các anh chị và các bạn coi cái kem của mình nó bông xốp như thế nào và nó sẽ không có bị dâm đá nha. Ăn cực kỳ béo béo và nó thơm cái mùi nhãn rất là hấp dẫn luôn đấy ạ. Với cái cách này thì các anh chị và các bạn có thể làm nhiều, rồi mình bỏ vô cái hũ, những cái hũ nhỏ nhỏ mình ăn dần. Còn không thì mình có để thể bỏ vô tô như thế này nha. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm kem nhãn tại nhà. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, ủng hộ tinh thần kính của vợ nhé. Có những góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bạn hỗ trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi, kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo ạ.